Chợ Lớn theo tao thì sống, ngược thì chết. Hai tháng nữa Chợ Lớn thuộc về chúng ta. Mà tụi mày lên đây làm gì? Lên kiếm tiền. Ba nó bị thận, tao thì kiếm vốn để góp đạt chị Vinh. Còn má nó chơi hụi dữ lắm, bị giang hồ đuổi giết. Mày về thì mày làm được cái gì? Nhưng tao không bỏ má tao được. Tụi tao muốn gia nhập Chợ Lớn. Luật của Chợ Lớn là buôn được tất cả mọi thứ, trừ người và hàng trắng. Mày điên rồi! Cái mạng mày nằm trong này nè Phong! Đau không? Má của mày! Đau á, mày làm chủ cuộc đời của tao! Muốn lo cho má của tao! Mày điên rồi! Đụng má mày! Kể từ sau trận hỗn chiến đẫm máu tại Chợ Lớn, an ninh được thắt chặt, chiến dịch bài trừ du đảng được đẩy mạnh, thời kỳ tranh giành địa bàn đã tới hồi kết. Trấn, kẻ sát hại Hùng đã bị bắt. Long, Phong, Bá rút khỏi giang hồ theo di nguyện của Hùng Chợ Lớn. Thế giới ngầm lúc bấy giờ như mặt hồ phẳng lặng, cho tới khi có kẻ muốn khuấy nó lên. Chợ Lớn một lần nữa dậy sóng bởi một cơn bão kéo tới từ Bắc Cảng. Để con xuống coi thử chút. Dạ, anh trả cho tôi đi. Còn cái gì còn không nữa, kêu công an đi. Kêu công an đi. Thanh coi dọn qua một bên đi, để giữa đường ai chạy. Trấn em xử lý xong rồi, giờ anh tính sao? Hàng của mình mà không tiến sâu vào được Chợ Lớn là hỏng. Thế mày tính luôn hai cường cho tao. Thả Trấn để làm mồi nhử, nhưng cái chết của Trấn nằm ngoài kế hoạch. Tuy vậy cũng đã xác định được rõ mục tiêu. Bố muốn con ra Bắc một chuyến. À, Hùng Chợ Lớn đã chết rồi. Nên từ nay về sau con phải cẩn trọng hơn. Dạ.
chạy cái giật cái giật. Mày đạp đều ga thôi, mày đạp đều ga. Ừ, ừ. Ê Phong, xe có niềng xỉn mà, không biết mua nhiêu tiền. Ông nội ơi, cầm vô đâu chứ. Tao đâu có mở đâu. Đây nè ông nội. Mày nhìn phía trước nhìn tao chứ. Cái gì? Nhìn phía trước kìa. Tính ra lái xe cũng dễ quá mà. Rồi, cái chân, cái chân. Lũ đạn á. Nói chuyện với anh em mình kìa. Tao xuống tù lắm nó mới được. Má, thôi, bỏ đi. Mẹ không thấy nó đang phê hả? Bỏ gì bỏ. Tao chưa bằng lái. Lỡ tao cán nó tao ở tù rồi sao? Thôi, bỏ đi. Ba anh em mình hứa nhau rồi. Có chuyện gì á, dùng lời nói thôi. Không dùng nắm đấm nữa. Nó đúc cái đầu vô bánh xe luôn rồi kìa. Ông bà. Thôi ba, bình tĩnh. Vợ mày có bầu mấy tháng? 8 tháng rồi. Mày xuống mày lụm nó. Nó có dao. Nó lụm mày. Mày nằm xuống. Con của mày mồ côi. Vợ của mày người ta xài. Con của mày người ta sai. Tao á là anh em tốt của mày. Không lẽ tao để như vậy? Tao phải xài vợ mày chứ. Mày rồi. Lụm. Thôi. Lụm. Thôi bỏ đi. Cắt đi. Bỏ đi mày. Mày đúng là anh em tốt của tao. Mày giác ngộ rồi đó. Thôi, bây giờ mình qua chỗ khác mình tập tiếp đi. Lách qua. Hồi nãy nó giả, bây giờ nó quá xe luôn kìa. Mà xe của anh Hiền có sao không? Mẹ! Tôi lụm nó. Ê, bỏ đi Phong. Bỏ đi mà làm người Phong. Tao lụm nó. Trời ơi, mày đu tôi ra coi. Tôi lụm nó. Bỏ đi. Đu ra. Anh Hiền, tụi em vẫn ổn hả? À, dạ, vẫn ổn. Cần gì cứ tới cho lớn gặp anh. Dạ. À, có cần gì á, anh cứ tới gặp tụi em. À, ý em là có chuyện gì á, anh chỉ cần alo một cái thôi, tụi em có mặt liền. Em chào anh. À. Trả lời không đẩy hàng mà được. Còn nhiêu đấy thôi. Hay là mày đừng lấy phần của mày nữa. Ngon á. Thì đi mà làm. Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi. Tay rửa bằng máu. Đéo biết sợ là gì cả. Chiều này tụi mình vào chợ lớn. Thằng nào can, cứ can, giết hết tụi nó cho tao. Đừng làm hỏng việc của tao nhá.
Nay anh được về sớm. Anh có mua mấy món anh thích nè, đang làm gì á? Em đang làm nốt đồ cho con anh bé. Mà chị Út bao giờ sanh anh nhở? Hơn tháng nữa. Anh xem có vừa không nhở? Vừa không sao anh biết được, nó chưa đẻ mà. Bây giờ không vừa thì để mấy mốt nó lớn lên nó mặt cũng vừa à. À em, 2 tuần nữa về quê với anh nha. Anh có hẹn với má ra mắt con dâu. Thật ạ? Ừ. Thôi, ăn cơm đi, cơm ngủ không ngon. Dung, anh có này cho em này. Gì vậy anh? Dòng cầu bình an. Anh mới xin ở chùa. Ăn đi em. Hay là mình về quê sống với má luôn được không anh? Em muốn về thiệt à? Má biết tình này chắc vui lắm. Thôi ăn cơm đi. Cuộc sống ở quê thì cũng dễ thôi. Chỉ có điều là hơi cực. Em chịu cực được không? À, có ghét ba thì đâu cần phải mạnh tay như vậy. Khi nào mới hết mấy cảnh này hả ba? Này ba tự làm đi, con chán lắm rồi. Đem rồi nè. Anh hai, tôi bắt cản tôi mới tí vô khắp chợ lớn rồi. Tôi nhỏ bây giờ vì cái lời trước mắt em quản không có nổi. Mấy cái loại như thế này phải bắt hết chúng nó mới được. Ừ. Our man trên kia sóng lớn, mình lên đó lướt cho nó đã. Ông lụm nó dùng tôi một cái. Chứ cái kiểu này sao tôi không bán? Nó có dao thì ba sao mà vào được. Đúng rồi đó. Hai tay hai dao, ông nội tao không dám vô nữa. Tí là tới chiều luôn đó ông nội. Thôi, hai anh vô nghỉ đi. Thôi, đi vô đi chiều tỉnh đi. Tí nó đá mà, cái này tao có kinh nghiệm mà. Má, quán xá quần què. Anh, uống đi. Cảm ơn nha. Lần Long đâu? Sao mấy ngày hôm nay tao gọi điện nó không được? Ủa? Nó không nói chơi gì vậy? Nói gì? Thì nó dẫn Dung về quê ra mắt. Tao tưởng mày biết rồi chứ. Tao biết gì đâu. Anh em như quần. Anh em mà dẫn gì anh hùng sao qua được ai Mỹ Nhân? Mỹ Nhân mày tới rồi kìa. Ấy,
Sao tự nhiên bé đây chứ vậy? Nếu qua điện thoại nè, sẵn em đem đồ ăn chanh luôn. Má mày dưới quê mới gửi thịt hộp dịch lên đó. Ê! Tới cũng cất luôn rồi kìa. Ê! Trời ơi! Vậy đừng có dành. Ẩu gì ba? Thôi mày đưa chị mày đi. Đi em, anh đưa em về. Chứ đang hồi là không biết tới gì luôn á. Đưa nó đi đi, trời ơi. Trời ơi. Quải thiệt chứ. Lần này thôi nghe không? Bầu bì đâu đi được. Không thai sao em? Ở nhà thôi. Nằm nghỉ ngơi. Cẩn thận nè. Ướt quá à. Em bớt, em bớt đi liền đi. Đi nhiều quá. Thiệt hại đó. Kiếm cơm cho anh nè. Thôi em nghỉ ngơi là anh vui rồi. Vậy mà nó cũng làm được. Trời ơi, trời ơi, cái quán xá vậy sao buôn bán mày? Thì chị cũng thấy rồi đó. Mày coi mày trả tiền cho tao đi. Mày thiếu tao 2 tháng rồi đó. Để tao còn có tiền, tao tuốt lại 2 cây đao. Cái môi tao lật nhớ người nè. Trời đất ơi, thằng có duyên dễ sợ. Biết chị đi ngoài đường cho ăn gì đúng không? Cảm ơn em nghe. À, chị. Không mấy chị cho em khất 3 ngày được không? À. Anh Thơm, vợ chồng anh Bá có chuyện ngươi. Anh, cái quán sao mày? Sao rồi? Đó là lại theo dõi mấy ngày. Mày biết từ nào làm không? Không. Má. Xong ở đây á. Mày đưa Út Đạt về quê đi. Chứ tao thấy ở đây không ổn rồi đó. À không, mày còn tiền không? Tiền chợ á. Còn quá thì sao? Bỏ. Trời đúng. Cái đó tính sao đi. Đi lo chút đẹp đi. Đi đi. À. Ừ. Đi băng bó đi ông nội. Thấy ghê quá.
vết thương ngoài da, mày đụng mới đau, không đụng không đau. Xong chưa? Sự yên bình nào cũng có cái giá của nó. Đó là chuyện của công an, không phải chuyện của ba. Mẹ. Đụng chuyện cũng chuyển nhà, không có chuyện cũng chuyển nhà. Sống chui sống nhủi như một con chuột. Rồi lần lượt mất đi những người mình yêu thương. Là cái giá của nó hả ba? Ừ thì tất cả là vì sự an toàn của con thôi. Ngày mai con chuyển ra khỏi nhà. Ba muốn làm gì thì làm. Cửa không? Giữ chặt cửa. Chạy vô phòng. Ba.
nào.